Xin kính chào cô giáo, các bạn. Hôm nay con sẽ đọc âm chờ 5 lần. Chờ cha, chờ a cha. Âm đầu chờ vần vần a. Chờ a cha. Cha, cha hỏi trả. Ca sắc cá, trả cá. Ơ là ca sắc cá chứ không phải cờ a ca sắc cá. Để đọc. Trà cá, cả trả cá. Bà a. Con chỉ a bờ cờ chờ. Lần thứ hai, chờ cha, chờ a cha. Âm đầu chờ vần vần a. Chờ, chờ a cha. Cha, cha hỏi trả. Ta sắc cá, trả cá. Trà cá, cả trả cá. Bà a. Chờ. Lần thứ ba, chờ cha, chờ a cha. Âm đầu chờ vần vần a cha. Cha, chờ a cha. Cha, cha hỏi trả. Cha hỏi trả. Ca sắc cá, trả cá. Trà cá, cả trả cá. Bà a. A bờ cờ chờ. Lần thứ tư, chờ cha, chờ a cha. Âm đầu chờ vần vần a. Chờ, chờ a cha. Cha hỏi trả. Ca sắc cá, trả cá. Trà cá, cả trả cá. Bà a. A bờ cờ chờ. Lần thứ năm, đây là lần cuối cùng của tớ. Chờ cha, chờ a cha. Âm đầu chờ vần vần a. Chờ cha, chờ a cha. Cha hỏi trả. Ca sóc cá, trả cá. Trà cá, cả trả cá. Bà a. A bờ cờ chờ. Tớ đã đọc xong rồi. Hẹn gặp lại nhau. Chưa, vẫn chưa, vẫn còn một câu nữa. Đó là cô giáo giao là con hãy tìm 5 tiếng có âm đầu là âm chờ. Tiếng đầu tiên. Tớ sẽ tìm 5 tiếng cho các bạn nghe nhé. Chờ, in, chinh, sắc, chính. Chính, ok, tiếp. Chờ, a, cha. Cha hỏi. Cha. Cha hỏi cha hay là chờ a cha? Cha, chờ a cha. A cha, cha có lần rồi. Rồi, hai. Nhưng mà quên mất thì sao? Không sao, tiếp, ba. Cha hỏi trả. Rồi. Ơ trả. Cha sắc trả. Trả. Rồi, tiếp. Danh từ đi, tên một con vật ở đấy chẳng hạn. Chó. Chờ ơ cho sắc chó. Rồi, tiếp. Cho
tiền trò. Trò. Rồi. À, trò là trường nặng à? Ừ, trò là trường, học trò là từ nặng. Còn một âm nữa, ba âm chờ nói đến hoạt động mà bọn con hay làm đi. Con mẹ hay bảo con ham gì? Ham chơi, chờ ơi chơi. Đúng rồi.